Xin chào tất cả các bác nha. Ôi, mình ăn cơm xong bằng cái cơm dư các bác, cơm nguội. Thì hôm nay em làm cái video này làm cái tận dụng cái cơm nguội nha các bác, làm cho trẻ con ăn nha. Làm bánh, nhưng mà thực ra thì nó là cơm chiên thôi. Đây, cho ra tô, xong đấy mình dã nó ra, mình đâm cho hạt gạo nó hạt cơm nó mềm bé lại các bác, sau đấy mình cho gia vị và mình chiên lên làm bánh cho trẻ con ăn nha các bác. Sau khi mình với cơm nguội ra tô thì mình dã nha bác, dã nhuyễn nó ra, xong mình cho gia vị vào, mình rớt ra ngoài này, chắc phải cho vào máy xay quá. Sau khi mình dã được lúc rồi các bác, thì thấy hạt cơm nó bắt đầu nó bé lại rồi ấy, thì mình sẽ tiến hành cho gia vị vào đây nha. Mình sẽ tiến hành cho gia vị vào đây nha các bác. Bắt đầu thì mình sẽ cho vào đây khoảng 2 muỗng gánh nước mắm, 1/2 muỗng bột canh, cho vào đây 1 muỗng chính, chút xíu tiêu nha các bác, cho vào đây khoảng 1 muỗng cà phê đường, và cho thêm vào đây chút xíu bột nghệ nha các bác, bột nghệ để nó lên màu. Không thể thiếu được đó là trứng gà nha các bác, hai trái trứng gà. Sau đấy mình sẽ trộn đều lên. Sau khi mình đã trộn đều cái hỗn hợp này lên rồi ấy, thì mình sẽ bắt chảo lên và cho dầu vào, chờ nóng lên, sau đó mình chiên vàng hai mặt, chiên vàng đều hai mặt là ok nha các bác. Các bác thấy có khổ không? Giãn cách xã hội ở nhà dầu ăn hết luôn các bác. Ở nhà 2 tháng rồi. Ở nhà hơn 2 tháng rồi các bác. Sau khi dầu nóng rồi các bác, đã sôi rồi thì mình cho cái này vào. Mình cho vào xong mình dàn đều ra nha các bác. Mình dàn đều ra cho nó mỏng mỏng thôi, vừa ăn thôi, là nó giòn. Sau khi mình chiên thấy các bạn thấy ở ven ven này thấy nó đã vàng này các bác, thì mình tiến hành mình trở mặt nó nha các bác. Úi rồi,
tại vì mình làm cái này nó hơi dày các bạn, cho nên là khó rửa mặt. Vỡ hết rồi. Mình sẽ chiên nó vàng tiếp lần nữa là mình đưa ra là ok nha bác. Làm như này thì em thấy mấy đứa trẻ con này nó cũng ăn được các bạn. Thực ra là nó kén ăn mấy ngày ở nhà giãn cách xã hội, nó không được đi đâu, không làm gì ấy, cho nó cũng lười ăn cơm. Mà làm như này thì nó cũng ăn được ấy. Nên là em thường thường em hay làm cho trẻ con nhà em nó ăn. Mình chiên mặt để cái này cho nó vàng lại một lần nữa, xong mình đưa ra cho trẻ con ăn nhé. Mình đưa ra là ăn được rồi. Xong cái này thì có thể chấm với, một là tương ớt, hai là có thể chấm với mayonnaise các thứ, tùy mình thôi. Mình muốn chấm gì thì chấm. Cái nãy em chiên đã ok rồi nó bác. Thì giờ đến cái này, thì tại vì em làm nhiều ấy, cái này em chiên chia làm hai phần, hai lần chiên. Này, còn dư lại ít thì em chiên luôn em ạ. Em làm như này xong hai đứa trẻ con nhà em nó kêu bảo làm bánh bánh pizza đấy con, pizza trứng. Sau lúc chiên thì cũng ok được quá. Này. Làm như này thì ai cũng ăn được. Người lớn trẻ con thì ngoan được nha bác, tất cả đỡ lãng phí với cái phần cơm nguội các bác. Nhiều người em thấy bỏ đi rất là lãng phí trong cái thời buổi dịch bệnh như này. Đã hoàn thành nha bác, giờ đưa ra cho hai đứa trẻ con nha bác. Này hai đứa. Ngon không? Ngon. Nóng à? Đây là ok nha bác, chúc các bác thành công.